mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Thiếu thuốc, thiếu từ chính lòng người. Thưa quý vị và các bạn, một số người trong cuộc đang đắp chăn, hình dung dần về cái còng số 8, áo kẻ sọc và nguy cơ có thể thành củi trong tương lai. Hiện tại, người dân không muốn nghe thêm những lời than vãn nữa. Người ốm đang cần thuốc, trang thiết bị y tế để chữa trị. Bác sĩ, nhân viên y tế cũng vậy. Họ không thể chiến đấu, chiến thắng bệnh tật, cứu chữa người bệnh bằng tay không. Nếu bệnh viện là chiến trường, bệnh tật của người dân là kẻ thù, sinh mạng, sức khỏe của người dân là chiến thắng, thì bác sĩ cần thuốc, thiết bị y tế như người lính cần vũ khí để chiến đấu. Bác sĩ không thể phẫu thuật, chiếu chụp, chữa trị cho người bệnh bằng sức mạnh tinh thần được. Khó khăn, thách thức ai cũng hiểu, người dân chia sẻ, thông cảm cả đấy. Nhưng bệnh tật thì không biết thông cảm đâu. Nó cứ hùng hục tấn công, gây đau đớn, cướp đi sức khỏe, tính mạng của người bệnh trong sự bất lực của nhân viên y tế khi không có đủ thuốc men, thiết bị. Nỗi đau khi mang kiến thức đầy mình mà nhìn thấy chết không cứu được là nỗi đau ám ảnh của bác sĩ. Hãy nhìn xem trên đường xe cứu hỏa, xe cấp cứu được ưu tiên bởi vì sao? Vì đó là công việc cứu người. Mọi người nhường đường, xe được vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều để có thể nhanh nhất cứu được tính mạng con người. Vậy tại sao việc thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị có thể làm chết nhiều người hơn lại chưa được ưu tiên tương xứng? Thủ tướng Phạm Minh Chính cấp tốc ra thông cáo báo chí với các biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành y. Theo đó, cần chấn chỉnh ngay bộ máy cơ cấu tổ chức. Ai dính chàm, đợi ngày vào lò thì xếp riêng ra. Đội ngũ kế cận xin hãy tiến lên, đừng sợ nữa. Mỗi sự sợ sệt chần chừ là bậc thang dẫn đến ngưỡng hèn nhát, khác với lời thề của nghề y, thì đó chính là tội ác. Để đến cơ sự hiện tại của ngành y, một phần lỗi đến từ số nhỏ người dân. Họ nhanh chóng quên đi công sức của đội ngũ y tế đã hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân trong quãng cao điểm của dịch bệnh COVID-19. Những con sâu to, sâu chúa đến sâu nhỏ làm hỏng cả ngành y, mất đi niềm tin của nhân dân. Nên họ xả sự bức xúc của mình bằng cách gây áp lực từ mạng xã hội đến ngoài đời thực, làm đội ngũ ngành y giờ như con chim đã phải tên, nhìn cảnh cong cũng thấy sợ. Để rồi có đến 34/63 sở y tế, 21/39 bệnh viện tuyến trung ương báo cáo thiếu thuốc. Bên cạnh đó, một số người dân trên cộng đồng mạng quá cảm tính, khi tả, khi hữu, lúc thì ca ngợi lên mây, lúc thì đạp xuống bùn đen, cắn xé dã man bằng ngôn từ hiểm độc, khát máu. Họ tự cho mình là quan tòa kết án trong khi chỉ hớt váng thông tin hay nghe hơi bắc nổi chõ. Xin người dân hãy lên tiếng khi cần, tạo dư luận, thậm chí áp lực khi cần. Nhưng khôn ngoan, tỉnh táo, đừng vội ném chuột làm vỡ tan chiếc bình quý giá của ngành y. Cán bộ y tế ngoài bản lĩnh, kiến thức, trình độ, giờ cần thêm sự dũng cảm. Hãy nhớ rằng, việc làm lợi ích cho đất nước, cho nhân dân, không có sự tư lợi cá nhân, nhất định sẽ được ghi nhận. Chưa được tôn vinh ngay thì ít nhất cũng có thể làm sạch tâm hồn, không hổ thẹn với lương tâm, trách nhiệm của người thầy thuốc, lương y như tử mẫu, không làm trái lời thề Hippocrates. Ngành y khó khăn, khủng hoảng có cả nguyên nhân khách quan, vấn đề là khó khăn nào cũng có cách khắc phục, cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác mở ra. Dù chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng các công ty dược cũng bội thu nhờ bán thuốc trong đại dịch. Họ đầu tư thêm nhiều dây chuyền, thiết bị mới nâng cao sản lượng, nên tổ chức đấu thầu, công khai minh bạch, mạnh mẽ, quyết liệt thì mới giải quyết được vấn đề thiếu từ lòng người, thiếu đi này. Một phần nữa là do áp lực từ nguy cơ lạm phát, tiền mất giá trong khi đồng đô la Mỹ tăng giá trị, dẫn đến giá thuốc bị tăng thêm do tỷ giá đô la Mỹ thay đổi. Các hãng dược trên thế giới đều được luật dược bảo hộ độc quyền sáng chế thuốc mới trong khoảng hàng chục đến vài chục năm. Khi hết bảo hộ thì các hãng dược khác mới được phép tiếp cận sản xuất thuốc có cùng hoạt chất generic. Do vậy, thuốc mới giá rất cao để có lãi bù vào chi phí nghiên cứu, sáng chế, thử nghiệm. Khó đấu thầu đấy, nhưng khó cũng phải làm. Nguyên nhân cốt yếu từ chủ quan đó là con người. Bây giờ không ai dám đứng ra quyết định, chịu trách nhiệm. Trung ương thì e dè, địa phương thì lúng túng. Cho dù chính phủ đã mở đường, xé rào, như xóa bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết cho việc cấp phép nhập khẩu, lưu hành thuốc. Cán bộ y tế hãy cứ lo cho tính mạng, sức khỏe nhân dân, hãy tự tin, cây ngay không sợ chết đứng, mạnh dạn quyết liệt thực hiện đúng chỉ đạo, đẩy nhanh tốc độ đấu thầu mua sắm, thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm y tế. Bao nhiêu người bệnh đang ngóng trông,
Xin đừng để thiếu thuốc bắt nguồn từ việc thiếu trong chính lòng người. Người bệnh thiếu thuốc đang chờ sự dũng cảm của lãnh đạo ngành y. Không cần toa thuốc kèm thực phẩm chức năng, cần những bác sĩ liêm chính. Thưa quý vị và các bạn, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã tiến hành kiểm tra và xử lý tình trạng bác sĩ tại đây kê toa thuốc kèm thực phẩm chức năng đã được báo chí phản ánh. Hình thức xử lý đối với bác sĩ kê toa kèm thực phẩm chức năng là điều chuyển công tác, đồng thời Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nhìn nhận đó là sai sót trong quy trình nghiệp vụ. Câu chuyện bác sĩ kê toa thuốc cho bệnh nhân kèm thực phẩm chức năng trên thực tế diễn ra khá phổ biến và cũng không chỉ xảy ra tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương mà còn diễn ra ở nhiều bệnh viện khác. Tuy nhiên, cần khách quan và công tâm đánh giá, không phải bác sĩ nào tại bất cứ bệnh viện, cơ sở chăm sóc sức khỏe nào cũng làm cánh tay nối dài cho các doanh nghiệp sản xuất và phân phối thực phẩm chức năng. Đối với các bệnh nhân được bảo hiểm chi trả, toa thuốc kèm thực phẩm chức năng khó mà qua được mắt bộ phận khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế. Khi đó, mục thực phẩm chức năng sẽ nhanh chóng bị loại trừ ra và bệnh nhân được thông báo cho biết đó là thực phẩm chức năng. Nếu vẫn muốn giữ lại thì để mua phải tự thanh toán chi phí, chứ không được bảo hiểm thanh toán. Song với nhiều bệnh nhân tự chi trả chi phí khám chữa bệnh, những loại thực phẩm chức năng được bác sĩ kê toa thường rơi vào hai tình huống. Thứ nhất là bệnh nhân không biết và không rõ. Thứ hai là có biết cũng không dám loại trừ, cho nên buộc phải chi nhiều hơn cho toa thuốc, trong khi loại thực phẩm chức năng được kê đơn lại không có tác dụng chữa trị cho bệnh nhân. Không phải toa thuốc nào cứ có kê thêm thực phẩm chức năng cũng đều là không đúng hay sai sót. Vấn đề quan trọng là việc kê thêm thực phẩm chức năng có thực sự cần thiết cho bệnh nhân hay không và có được bác sĩ công khai giải thích sự cần thiết đó cho bệnh nhân để người bệnh quyết định lựa chọn hay không. Đáng tiếc là trên thực tế, không ít bác sĩ kê toa thuốc lại âm thầm chen vào loại thực phẩm chức năng nào đó mà đa phần không phải là do sai sót quy trình nghiệp vụ mà là do cố tình kê toa kèm lạc, làm cánh tay nối dài phân phối sản phẩm cho các doanh nghiệp sản xuất, phân phối thực phẩm chức năng. Thậm chí có thể nói rằng, đó là hành vi móc ngoặc vì tư lợi và hoàn toàn thiếu sự liêm chính trong nghề nghiệp của người thầy thuốc. Hình ảnh các trình dược viên của các hãng dược, doanh nghiệp phân phối dược và thực phẩm chức năng lượn lờ vào đầu mỗi buổi sáng tại các bệnh viện từng rất phổ biến và bệnh nhân hoàn toàn có thể nhận ra. Mỗi lần lượn lờ vào phòng làm việc của bác sĩ mang kèm tờ báo gấp đôi và bên trong chí ít là các tờ rơi, catalog sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng. Về sau, nhiều bệnh viện phải dán thông báo không tiếp trình dược viên ngay trước phòng khám của các bác sĩ. Chính vì thế mà tình trạng lượn lờ cũng dần giảm đi. Tuy nhiên trên thực tế, bác sĩ móc nối với trình dược viên thì có rất nhiều cách, chứ không nhất thiết tại nơi làm việc. Và mối quan hệ này, các tổ chức cũng không dễ gì có thể kiểm soát. Vì thế, dư luận rất khó được thuyết phục và khó có thể tin rằng việc kê toa kèm thực phẩm chức năng là sai sót về quy trình nghiệp vụ. Có lẽ đúng hơn, đó là vấn đề đạo đức, tính liêm chính của người thầy thuốc. Quận Cầu Giấy kỷ luật chưa tương xứng vụ biệt thự sai phép. Thưa quý vị và các bạn, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc xem xét xử lý trách nhiệm đối với các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý liên quan đến vi phạm về trật tự xây dựng tại công trình số 9 nhà B, khu biệt thự 5,2 ha, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Theo đó, liên quan đến vi phạm trật tự xây dựng tại công trình số 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nội vụ và Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm về trật tự xây dựng tại công trình số 9, để từ đó xem xét xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan thuộc Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy và Ủy ban Nhân dân phường Yên Hòa. Về mức độ vi phạm pháp luật về xây dựng đô thị trên cơ sở quy định của pháp luật chuyên ngành về xây dựng và quản lý đô thị, Sở Xây dựng đã xác định mức độ vi phạm về trật tự xây dựng tại công trình trên là vi phạm nghiêm trọng, thời gian kéo dài. Về trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong công tác chỉ đạo xử lý vi phạm, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy chưa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, chưa quyết liệt trong công tác chỉ đạo đối với cơ quan chức năng thuộc quận Cầu Giấy và Ủy ban Nhân dân phường Yên Hòa trong việc xử lý vi phạm công trình xây dựng sai phép. Ủy ban Nhân dân phường Yên Hòa không kiên quyết áp dụng hoặc đề xuất với cấp có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn có hiệu quả việc vi phạm của chủ đầu tư công trình, thực hiện một số trình tự thủ tục xử lý vi phạm chưa đúng với quy định của pháp luật.
đội quản lý trật tự xây dựng đô thị của quận Cầu Giấy cũng chưa thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao đối với việc đôn đốc Ủy ban Nhân dân phường và tham mưu đề xuất với Ủy ban Nhân dân quận trong việc xử lý vi phạm của chủ đầu tư công trình. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, một số nội dung chưa thực hiện bảo đảm đúng với quy định của pháp luật. Với các vi phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, phụ trách lĩnh vực xây dựng đô thị, Phòng Quản lý đô thị quận Cầu Giấy, trưởng phòng và cá nhân liên quan. Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Cầu Giấy, Tổ Quản lý trật tự xây dựng đô thị địa bàn phường Yên Hòa, Tổ cơ động Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Cầu Giấy, Ủy ban Nhân dân phường Yên Hòa. Trên cơ sở báo cáo của cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy tổ chức kiểm điểm, có hình thức xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm về trật tự xây dựng theo thẩm quyền. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng việc áp dụng hình thức kỷ luật phải tương ứng với hành vi vi phạm theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Căn cứ vào báo cáo của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhận thấy đây là một vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, vi phạm diễn ra trong một thời gian dài liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân. Việc Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy tổ chức kiểm điểm, đề xuất mức độ chịu trách nhiệm đối với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy là chưa tương ứng với mức độ vi phạm. Căn cứ phân cấp quản lý cán bộ được quy định tại quy định số 04 ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Thành ủy Hà Nội về quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm cán bộ, Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo đề xuất Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thực hiện kiểm tra, đánh giá, kết luận mức độ vi phạm, xem xét xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan theo thẩm quyền. Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất